Nhà tiên tri Mu Vanga từng nói Tổng thống thứ 45 của Mỹ mắc bệnh lạ. Baba Vanga, nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgaria, đã dự báo đúng về loạt vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 và Brexit, từng nói đến sự bùng nổ của virus corona và cho rằng Tổng thống Mỹ thứ 45 sẽ mắc một căn bệnh lạ. Trước khi bà qua đời ở tuổi 84 vào năm 1996, bà Vanga đã đưa ra nhiều lời tiên tri. Trong số đó có chuyện Tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Donald Trump, sẽ mắc một căn bệnh bí ẩn, khiến ông buồn nôn, ù tai, tổn thương não và mất thính giác. Tờ báo Anh The Express dẫn lời Nesca Stefanova Robeva, 73 tuổi, và từng gặp bà Vanga hồi những năm 1990, kể rằng bà đã được nghe nhà tiên tri Bulgaria nói corona sẽ lây nhiễm khắp nơi. Robeva thừa nhận khi đó bà không hiểu những từ này nghĩa là gì. Dự báo trên của bà Vanga đã được nhiều người nhớ đến sau khi Tổng thống Trump thông báo ông và vợ nhiễm Covid-19. Hiện hai người vẫn khỏe mạnh và sẽ cách ly ở Nhà Trắng trong thời gian dưỡng bệnh. Baba Vanga qua đời vào năm 1996 do ung thư vú. Bà được cho là có khả năng nhìn thấu các sự kiện tương lai tới tận thế kỷ 51, thời điểm vũ trụ này đến hồi kết thúc. Bà mất thị giác từ năm 12 tuổi sau khi mất tích vài ngày trong một trận bão lớn. Ít hôm sau, khi được tìm thấy, bà đã có những tiên đoán đầu tiên. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật cho các bản tin sau.